lên kế hoạch tham quan của bạn. Trong cuộc sống, với bạn, chuyện gì là chuyện nhỏ? Chia sẻ sự đồng cảm. Đúng, đó là một vấn đề rất quan trọng. Bất kể đâu. Và họ nghĩ đây là đích mệnh của cuộc đời và đây là điều đẹp của cuộc đời. Tôi là Minh Trang và các bạn đang xem chương trình Chuyện ấy là chuyện nhỏ. Tôi là Lan Phương và đây là chương trình Chuyện ấy là chuyện nhỏ. Đây là chương trình Chuyện ấy là chuyện nhỏ và tôi là Chí Trung. Xin chào quý vị khán giả.